Xin chào cả nhà, lại là Cam Sành đây. Hôm nay Cam Sành sẽ kể chuyện Người chồng ngoại tình và cái kết. Mời mọi người cùng lắng nghe. Hầu hết, những người phụ nữ sau khi lập gia đình đều dành phần lớn thời gian để kiếm tiền và chăm lo cho cuộc sống. Ai cũng muốn dành thời gian cho chồng và cho con để vun vén hạnh phúc gia đình. Để rồi hy sinh thời gian, tiền bạc, hơn ai hết, họ luôn mong muốn gặt hái được nhiều quả ngọt. Được chồng thương yêu, chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn, học giỏi là những gì mà một người vợ, người mẹ đều ao ước. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự hy sinh của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi, một cô gái 32 tuổi, lấy chồng từ năm 30 tuổi và hiện tại đã có một bé trai. Cuộc sống của tôi thật bình dị và hạnh phúc thì tự nhiên tai họa ập đến. Chồng tôi có bồ và họ cặp kè với nhau từ khi tôi mang thai. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của tôi dường như sụp đổ. Bàn chân tôi run rẩy, tâm trí tôi trống rỗng, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nếu như không trực tiếp nghe được cuộc đối thoại giữa anh và nhân tình, thiết nghĩ tôi sẽ phải sống trong lừa dối và phản bội cho tới bao giờ. Tôi nói thẳng với anh về vấn đề ly hôn, nhưng anh lại phớt lờ và không để tâm đến. Tôi không đủ rộng lượng, cũng không đủ bao dung tha thứ. Cứ thế, tôi dẫn theo con về nhà ngoại. Người ngoài được ít hôm, anh lại gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, sao không thấy về nhà. Tôi tắt máy và chặn luôn số anh. Đã hơn một tuần trôi qua, anh cũng không tới tìm tôi. Tôi còn biết được, trong thời gian tôi về ngoại, anh đã đưa nhân tình về nhà. Lúc ấy chân tôi đứng không vững, tim tôi đập rất nhanh, mặc dù biết là anh phản bội. Nhưng hiện tại trước mắt lại không kìm được, mà rơi nước mắt. Đã gần một tháng trôi qua, tôi cũng không còn buồn nhiều về chuyện anh ngoại tình nữa. Có lẽ, không phải ai chung thủy thì đều có cái kết đẹp. Tôi viết đơn ly hôn và nộp lên tòa án. Kể từ khi ly hôn đến hơn một tháng sau, anh cũng không gọi điện, không hỏi thăm và chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con. Nhưng chỉ tôi biết rằng, mình làm như vậy là rất đúng. Cánh cửa này không đóng lại, thì làm sao có cánh cửa khác mở ra? Chia tay hay ly hôn cũng chỉ là thủ tục, nhưng phải chấp nhận mối quan hệ từng rất tốt đẹp bỗng đổ vỡ. Người từng yêu mình sâu đậm, lại đang yên vui bên người khác. Là sự tàn nhẫn khó có thể chịu đựng. Với nhiều người, một khi thất bại tình cảm, không chỉ một mái ấm sụp đổ mà cả niềm tin tốt đẹp vào tình yêu và hôn nhân, về hy vọng vào cuộc sống và tương lai cũng chẳng còn. Sau cùng tôi nhận ra, bị phản bội không quá đáng sợ, điều đáng sợ hơn là hủy hoại chính bản thân mình. Hầu như khi đang ở trong bến bờ hạnh phúc, bạn cũng khó có thể thoát khỏi hiện thực, không lường trước được những điều tồi tệ nhất xảy đến trong mối quan hệ vợ chồng. Do vậy, khi gặp phải trường hợp này, nhiều phụ nữ bị sốc nặng, họ không biết nên phản ứng hay đối diện như thế nào với bi kịch bị phản bội. Nhiều phụ nữ chọn cách trừng trị kẻ thứ ba, số khác tìm kiếm nguyên nhân và lời khuyên từ người thân, bạn bè. Sau khi suy xét nhiều phương diện khác nhau, họ quyết định đưa ra những giải pháp tốt nhất như là nói chuyện thẳng thắn với chồng và nhân tình hoặc dẫn đến ly hôn. Tuy vậy, vẫn có một số phụ nữ lại cam chịu làm ngơ. Họ sợ hãi đối diện với hiện thực rằng mình bị phản bội, sợ những tiếng gièm pha của dư luận, sợ làm khổ con cái, sợ bố mẹ hai bên đau lòng. Dù là lựa chọn cách giải quyết nào, thì người phụ nữ vẫn luôn là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc có bước qua giai đoạn khó khăn này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự mạnh mẽ, lựa chọn của những người phụ nữ. Họ sẽ phải suy tính xem nên chấm dứt hay tiếp tục chịu đựng bi kịch. Hai người có thể yêu nhau mãnh liệt, nhưng cũng có thể dũng cảm rời xa nhau. Cuộc chia tay có thể nhẹ nhàng hoặc nhiều nước mắt. Nhưng nên nhớ, ai cũng chỉ có một cuộc đời, đừng nợ bản thân quá nhiều. Hãy học cách yêu bản thân trước, rồi mới yêu người khác.